Ok, xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Ninh và hôm nay có một điều rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với những người, đặc biệt là những người mà đang sử dụng những cái công cụ máy laser để trị liệu cho khách hàng. Và tình cờ hôm nay thì tôi được làm việc với lại cả hai anh kỹ thuật về máy, anh kỹ sư. Thì nó có một cái điều mà phát hiện để cho các bạn có thể là xem cái năng lượng thực tế của cái máy laser mà các bạn đang sử dụng ấy. Đây thì tôi có một cái máy laser Anyjet và có một cái công cụ để giúp cho các bạn có thể kiểm tra cái mức năng lượng của thực tế trong cái máy này nó đang nó có tương xứng với lại cái mức năng lượng hiển thị trên màn hình hay không. Như là thông thường thì chúng ta sử dụng ở cái máy chúng ta bán hàng ngày ấy, thì chúng ta chỉ nhìn được thấy cái năng lượng ở trên máy này thôi, và chúng ta nghĩ rằng là khi mà bắn như vậy thì cái mức năng lượng nó tương xứng như vậy. Thế thì có những trường hợp ấy mà những người mà có thể là vào được ở sâu bên trong cái máy này mà người ta chỉnh cái năng lượng lên mà thì khi đó cái năng lượng thực tế khi mà bắn ra tại trên cái điểm của khách hàng ấy, trên da của khách hàng thì nó sẽ rất là cao, nhưng mà cái con số hiển thị ở trên cái máy này thì nó lại là một con số thấp. Vậy là nó sẽ có hai vấn đề xảy ra. Nếu ta cứ sử dụng cái mức năng lượng mà nó bị nâng cao như vậy, nó cao hơn hẳn so với việc là năng lượng ở trên máy này, thì rất là dễ gây ra các cái tai biến. Cái thứ hai là cái năng lượng thực tế của máy nó cao quá so với cái số hiển thị, thì lâu dần thì cái hệ thống dẫn truyền là ánh sáng laser cũng như là cái hệ thống gương thấu kính nó sẽ rất là nhanh bị hỏng, bị hư. Chính vì vậy, nếu mà các bạn biết được cái dụng cụ này mà các bạn biết được là trong quá trình điều trị, nếu cái mức năng lượng cảm thấy nó bị yếu quá hay nó bị cao quá so với cái mức năng lượng của cái máy thì các bạn nên đi kiểm tra. Và đây là cái dụng cụ để đo cái mức độ năng lượng, tức là đo thực tế cái tia nó bắn ra ấy, thì để xem nó có tương xứng hay không. Đây là một cái dụng cụ rất là hay mà mình mới biết được tên của nó là Paramaster, đúng không nhỉ? Đúng không? Ok, nếu mà các bạn có những cái vấn đề gì về trong quá trình sử dụng máy, đặc biệt là cái máy Anyjet này, thì các bạn có thể là comment xuống dưới video này và tôi sẽ để lại cái đường link cho các bạn để các bạn có thể là liên hệ với những cái anh làm kỹ thuật, làm kỹ sư chuyên về máy móc như này thì các anh sẽ hỗ trợ các anh được tốt hơn.